Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự Quốc tế 24 giờ mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi. Mới đây, trong chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Ukraina, Dmytro Kuleba tới Trung Quốc từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 7, đã đánh dấu một bước đi tích cực trong xung đột Nga-Ukraina, triển vọng chấm dứt xung đột Nga-Ukraina. Sau khi tới thăm Trung Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraina đã đưa ra tuyên bố sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán chấm dứt xung đột với Nga. Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Kuleba kể từ khi xung đột nga ukraina nổ ra. Và điểm đáng chú ý nhất của chuyến đi là Kiev muốn tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột. Trong đó, phía Ukraine cũng cho biết sẵn sàng đàm phán với Nga, song còn cần thêm các chi tiết. Sau hơn 3 giờ hội đàm với nhiều nội dung quan trọng, cuộc thảo luận giữa Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Kuleba và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị được cả hai bên đánh giá là sâu sắc, cụ thể. Trong cuộc hội đàm, Bộ trưởng Kuleba tuyên bố Ukraine trong giai đoạn phù hợp, sẵn sàng tiến hành đối thoại và đàm phán với phía Nga, nhưng cần hợp lý và thực tế. Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, Dmytro Kuleba bày tỏ mong muốn sẽ có các cuộc đàm phán chi tiết và đầy đủ hơn. Mối quan tâm chung của tất cả là hòa bình ở Ukraine. Chúng tôi sẽ đàm phán. Chúng ta phải hướng tới một nền hòa bình công bằng và lâu dài, và Trung Quốc có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc này. Trong khi đó, Trung Quốc đã một lần nữa khẳng định lập trường của Bắc Kinh. Theo đó, xung đột Nga-Ukraine cần giải quyết thông qua đàm phán, nhấn mạnh dù điều kiện và thời gian chưa xác định, Trung Quốc ủng hộ mọi nỗ lực thúc đẩy thiết lập hòa bình và sẵn sàng tiếp tục đóng vai trò xây dựng trong việc hỗ trợ ngừng bắn và nối lại đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh, Ukraine sẵn sàng và mong muốn tiến hành đối thoại và đàm phán với Nga. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán chắc chắn phải hợp lý và có thực chất hướng tới mục tiêu đạt được hòa bình công bằng và lâu dài tín hiệu từ Bộ trưởng Ngoại giao Kuleba được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc gặp với Quốc vụ Khanh Vatican, Hồng Y Pietro Parolin tại Kiev cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt xung đột càng sớm càng tốt. Trong những phát ngôn gần đây, Tổng thống Zelensky cũng đã phát tín hiệu sẵn sàng đàm phán với Nga. Đồng thời, Nga cũng đưa ra những quan điểm của mình về vấn đề đàm phán với Ukraine. Ngày 25 tháng 7, Điện Kremlin cho biết nước này sẵn sàng đàm phán với Ukraine về việc chấm dứt xung đột. Trả lời phỏng vấn báo giới, khi được hỏi liệu Nga có sẵn sàng đàm phán với Ukraine khi Tổng thống Volodymyr Zelensky còn nắm quyền hay không, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga nhìn chung cởi mở với quá trình đàm phán, nhưng trước tiên chúng ta phải hiểu phía Ukraine sẵn sàng cho việc này đến mức nào và có được phép hay không. Ông Peskov nhấn mạnh, chúng tôi sẵn sàng đạt được mục tiêu của mình thông qua đàm phán. Trước đó, Tổng thống Nga Putin đã không ít lần tuyên bố Nga sẵn sàng đàm phán với Ukraine Ông cho biết Nga sẽ chấm dứt chiến sự ở Ukraine nếu Kiev rút quân khỏi Donetsk, Lugan, Kherson và Zaporizhia, công nhận bán đảo Crimea là một phần của Nga. Nhà lãnh đạo Nga cũng nhấn mạnh, bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng sẽ yêu cầu Ukraine từ bỏ nỗ lực gia nhập NATO. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga bà Maria Zakharova cho rằng Ukraine chưa thực hiện các bước đi thực sự để giải quyết xung đột. Vào năm 2022, ông Zelensky đã ký xác lệnh cấm Ukraine đàm phán với Nga trong thời gian ông Putin làm tổng thống. Bên cạnh thông báo sẵn sàng đàm phán với Ukraine để mang lại hòa bình cho hai nước, thì Nga cũng đã chỉ ra rào cản đàm phán hòa bình của hai nước này. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố, đầu tiên, chúng ta cần hiểu Ukraine đã sẵn sàng như thế nào và liệu phía Ukraine có được những nước ủng hộ cho phép đàm phán hòa bình hay không. Cho đến nay, chúng ta đang thấy những tuyên bố rất khác nhau. Ngoài ra, ông Dmitry Peskov cũng ám chỉ hoạt động viện trợ của phương Tây dành cho Kiev và sự miễn cưỡng công khai của họ trong việc tham gia đàm phán với Nga. Moscow xem tính hợp pháp của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là vô hiệu, bởi nhiệm kỳ của ông đã kết thúc vào tháng 5 và cuộc bầu cử vẫn chưa được tổ chức do thiết quân luật. Tổng thống Nga Vladimir Putin từng cho rằng tính hợp pháp của ông Zelensky có ý nghĩa quan trọng đối với hiệp ước hòa bình tiềm năng vì những văn bản quan trọng phải được ký kết với cơ quan có thẩm quyền hợp pháp. Người phát ngôn Điện Kremlin nói thêm, sắc lệnh cấm đàm phán giữa Kiev và giới lãnh đạo hiện tại ở Moscow được ông Zelensky ký vào năm 2022 cũng sẽ là những trở ngại. Ông Dmitry Peskov lưu ý, lệnh cấm này vẫn có hiệu lực, nên khả năng đàm phán có thể gặp khó về mặt pháp lý. Nga-Ukraine đã thực sự sẵn sàng đàm phán Trong bối cảnh cả Nga cùng Ukraine đều phát đi những tín hiệu hiếm hoi về hòa đàm, thì trên thực địa, các xung đột vẫn diễn ra. Khi cả hai phía cũng cho thấy sẽ còn cần thảo luận các chi tiết về đối thoại, đàm phán cũng như một số điều kiện đi kèm triển vọng về một cuộc hòa đàm thì chiến sự tại tiền tuyến lại ngày càng căng thẳng. Trước tình hình này thì việc cả hai bên đã thực sự sẵn sàng đàm phán hay chưa cũng là một câu hỏi lớn. Ngày 24 tháng 7, tại thành phố Quảng Châu Trung Quốc đã diễn ra cuộc gặp kéo dài khoảng 3 giờ giữa Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmitry Kuleba với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị. Cuộc hội đàm này thắp lên hy vọng cho hòa bình ở Ukraine, khi Trung Quốc được coi là quốc gia thân thiết với cả hai bên trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Đáng chú ý, khi địa điểm gặp mặt lần này lại ở Quảng Châu, một thành phố cấp 2 của Trung Quốc, thay vì tại thủ đô Bắc Kinh hay tại một thành phố trực thuộc Trung ương. Điều này khiến ý nghĩa biểu tượng của cuộc hội đàm như một nền tảng quan trọng để khởi đầu cho những đối thoại hòa bình tiếp theo phần nào cũng bị giảm sút. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết, chuyến thăm của ông Kuleba là do phía Trung Quốc khởi xướng. Trước cuộc hội đàm này, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh Ukraine và Trung Quốc tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác bất chấp tình hình khu vực, quốc tế phức tạp và luôn thay đổi. Dù tuyên bố có mối quan hệ không giới hạn với Nga, nhưng Trung Quốc luôn thể hiện mình là một bên trung lập trong cuộc xung đột và luôn khẳng định cách duy nhất để chấm dứt tình trạng này là đưa cả Ukraine và Nga vào bàn đàm phán. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Vương cho biết Trung Quốc luôn cam kết kiên quyết ủng hộ một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng và sẵn sàng tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc thúc đẩy lệnh ngừng bắn và nối lại các cuộc đàm phán hòa bình. Ông Vương nhấn mạnh, Trung Quốc tin rằng việc giải quyết mọi xung đột cuối cùng phải bắt đầu bằng việc quay lại bàn đàm phán và việc giải quyết mọi tranh chấp phải đạt được thông qua các biện pháp chính trị. Trước những nỗ lực của Trung Quốc thì mọi thứ vẫn còn ở vạch xuất phát. Thật ra không phải Nga và Ukraine đã không có các cuộc đàm phán ngoại giao ngay sau khi cuộc chiến nổ ra, nhưng chúng đều đổ vỡ vì một loạt yêu sách không hợp lý. Ukraine và phương Tây sau đó cũng đã tổ chức nhiều hội nghị nhằm mang lại hòa bình, nhưng vẫn dừng lại ở việc viện trợ cho Kiev duy trì cuộc chiến, thay vì đưa ra một giải pháp chính trị cho hòa bình ở Ukraine. Đứng trước những nỗ lực không thành công, Bắc Kinh đã thận trọng hơn nhiều. Tháng trước, Tổng thống Ukraine Zelensky đã chủ trì một hội nghị thượng đỉnh hòa bình tại khu nghỉ dưỡng Bugenstock, Thụy Sĩ, nhằm thu hút sự ủng hộ quốc tế về một đền hòa bình lâu dài cho Ukraine. Hội nghị này đã thu hút khoảng 100 phái đoàn từ nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế, nhưng Nga không được mời và Trung Quốc đã từ chối tham dự. Ông Vương Nghị lúc đó nêu quan điểm, có rất nhiều hội nghị thượng đỉnh trên thế giới hiện nay. Việc có tham gia hay không và tham gia như thế nào, Trung Quốc sẽ tự quyết định theo quan điểm của mình. Quan điểm của Trung Quốc khá rõ ràng là hội nghị để chấm dứt xung đột Ukraine và Nga cần có cả hai bên tham gia. Ngoài ra Trung Quốc nhận thức được vai trò quan trọng của mình trong lợi ích địa chiến lược, và địa kinh tế với cả Nga và Ukraine, nên họ không muốn tham gia một hội nghị mà họ không phải là người dẫn dắt. Bắc Kinh dĩ nhiên mong muốn thể hiện và duy trì vị thế ngoại giao toàn cầu của mình. Ngày 24 tháng 7, ở Quảng Châu, Ngoại trưởng Kuleba nhắc lại lập trường nhất quán của Ukraine rằng họ sẵn sàng đàm phán với Nga ở một giai đoạn nào đó, khi Nga sẵn sàng đàm phán với thiện chế, nhưng nhấn mạnh rằng hiện tại phía Nga không có sự sẵn sàng đó. Còn Moscow cho rằng phát biểu của ông Kuleba dường như phù hợp với quan điểm của Nga, nhưng cần thêm chi tiết để đánh giá những gì đang được đề xuất. Ông Vương Nghị vẫn còn dè dặt trước việc bật đèn xanh, quay lại bàn đàm phán ngoại giao của cả Nga và Ukraine. Ông phát biểu, gần đây cả Nga và Ukraine đều phát tín hiệu sẵn sàng đàm phán ở các mức độ khác nhau. Dù điều kiện và thời điểm chưa chín muồi, nhưng chúng tôi ủng hộ mọi nỗ lực đóng góp cho hòa bình. Kể từ khi xung đột xảy ra vào tháng 2 năm 2022 tại Ukraine, Trung Quốc đã tự coi mình là biên kiến tạo, và hòa giải hòa bình quan trọng cho Ukraina. Bắc Kinh đã đưa ra quan điểm của họ về hòa bình cho Ukraina, bao gồm 12 điểm vào năm 2023 và một đồng thuận 6 điểm với Brazil hồi tháng 5 vừa qua, kêu gọi đàm phán để cuối cùng dẫn đến ngừng bắn. Trong đó, Trung Quốc kêu gọi duy trì chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia, đồng thời ủng hộ đàm phán hòa bình và chấm dứt thù địch. Tuy nhiên Trung Quốc chưa bao giờ lên án chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraina thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay những diễn biến tiếp theo liên quan đến cuộc xung đột nga ukraina sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật mời quý vị cùng chú ý đón xem quý vị cũng đừng quên ấn nút like và subscribe trên kênh để cập nhật những thông tin quốc tế mới nhất còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại